Việt Nam vừa đưa ra thông báo rộng rãi về việc gia hạn thời gian hoạt động của giàn khoan Harukiu 5 tại lô 06.1 ở bể Nam Côn Sơn, phía tây bắc bãi Tư Chính. Theo tiết lộ của một chuyên gia nghiên cứu, đây là một động thái được cho là bất tuân tiếp theo của Hà Nội sau khi đã khước từ yêu cầu của Bắc Kinh hồi tháng 6 là rút lại hoạt động của giàn khoan này, dẫn đến việc Trung Quốc đưa tàu thăm dò hải dương địa chất 8 đến khu vực này. Trao đổi với VOA hôm 25 tháng 7, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp xác nhận thông tin về những đòi hỏi của Trung Quốc hồi tháng 6. Đúng là họ có trao đổi với số nơi ở Việt Nam là lời điều kiện như thế. Họ đòi rằng là Việt Nam phải bắt công ty Nhật kia và công ty Nga rút khỏi chỗ đấy. Nếu không rút thì họ sẽ có hành động mạnh. Trung Quốc đã thực hiện lời đe dọa bằng cách đưa con tàu dài 8 mét, rộng 20,4 mét với tổng trọng tải 6.918 tấn đến thăm dò trong khu vực gần bãi Tư Chính kể từ ngày 3 tháng 7. Vụ việc đã đẩy căng thẳng giữa Việt Nam và Trung Quốc lên đến đỉnh điểm kể từ sau vụ Trung Quốc đưa giàn khoan HD981 vào Biển Đông năm 2014. Thông báo của Tổng Công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải miền Nam thuộc Bộ Giao thông Vận tải được truyền thông Việt Nam trích dẫn ngày 25 tháng 7 cho biết, hoạt động khoan của khu vực lô 06.1 bể Nam Côn Sơn do công ty Rosneft Việt Nam BV là công ty con của công ty Rosneft của Nga, dự kiến kéo dài đến hết ngày 15 tháng 9 năm 2019. Theo chuyên gia của Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Hà Hoàng Hợp, động thái thông báo gia hạn từ phía Việt Nam là có và không liên quan đến căng thẳng ở bãi Tư Chính và tái khẳng định một lần nữa rằng đòi hỏi của Bắc Kinh là không hợp lý.